Cứ trò chuyện thoải mái nhé. Đinh Quang Nhật này, họ tên đầy đủ của ông chưa? Ông chủ gì Tấn này? Dạ em là Nguyễn Thành Tấn. Thành Tấn à? Dạ. Ok. Giờ Tấn cứ chia sẻ trò chuyện với anh thoải mái. Thực ra thì em cứ cởi mở lên. Có lẽ là anh thì Bắc bạn cũng làm về quán trà rồi, Nghiêm Hoa Trà ở ngoài Bắc. Dạ. Buổi tối anh trò chuyện anh nói khá nhiều. Anh là MC để anh giao lưu với khách. Vì quan điểm của anh là làm quán vậy, coi khách là bạn, thực sự thế. Em hình dung nhá, mình có thể uống trà, uống sữa chua ở nhà cũng được. Nhưng đến quán có cái gì neo lại, đó là sự gần gũi, giao lưu của người chủ quán đối với quán, coi khách là bạn. Chính vì cái tình cảm đó ấy, họ sẽ trở lại, chứ phải đến một lần rồi đi bình thường như khách qua được, không có gì cả. Rõ ràng rồi nhá, em quay lại với bạn bè của em cũng vì cái tình. Ok, thì cứ thoải mái thì chia sẻ về những cái ý tưởng của em và mọi cái em có thể nói về quán cà phê của em. Sưởng là cái tên quán cà phê của em đặt là em muốn tạo cái không khí làm việc ở cho quán mình, bởi vì em là xuất nhân thì dân làm kiến trúc, thì tức là một cái không khí mọi người vô để làm việc, để giao lưu, gặp gỡ nhau, chia sẻ kiến thức, thì xưởng có cái tên là như vậy. Tức là khi nghe cái tên xưởng là mình có cảm giác như là một cái cuộc sống đang làm việc, đang lao động, đó là cái nguồn gốc từ tên xưởng là như vậy. Thì ở đây cái phương châm quán bên em là bán tất cả mọi thứ đều tiếp khách, mọi người đều giống như là coi là những người bạn tới đây làm việc, chia sẻ kiến thức và được giao lưu với nhau về trà và cà phê, tất cả mọi thứ. Ở đây thì cà phê của em là rất là đa dạng phong phú, nó có nhiều loại, ví như là từ những cái loại cà phê ngon nhất ở cái khu vực Lâm Đồng, đó là Arabica. Arabica nó rất là nhiều dòng, em là cái người chuyên về cái đó, thì em là sưu tập chia sẻ có nhiều thứ rất là đặc biệt. Còn với trà thì em kiến thức về trà thì không có được nhiều, nhưng mà có sự hiểu biết nhất định về trà, thì có bên em bán là chuyên về những cái loại trà nhà Bắc của Thái Nguyên,
ở từ vùng Tân Cương, trà Ô Long, hay là những cái loại trà từ cái vùng Tây Bắc như cái trà Tà Xùa, Săn Tuyết, Sư Giàng, Lũng Phìn. Rồi, rồi. Ngoài đấy anh bán trà đâu? Dạ, đúng rồi. Thì về định hướng lâu dài của quán thì mình cũng muốn nghe trước tiên là cái có được cái lượng khách hàng ổn định là những người bạn thường xuyên lưu tới cho nó có không khí, được chia sẻ cái những kiến thức, rồi sau đó là cái mục đích sâu xa của em á, đưa cái cà phê ra thị trường, tức là để cho người ta hiểu được cái cà phê Việt Nam mình là trong những loại cà phê hàng đầu thế giới. Thực sự là như vậy, tức là cái con đường đó là cái mục đích lâu dài, nhưng mà con đường ngắn, tức là em muốn cho mọi người thấy được cái chất lượng của cà phê thực sự là như thế nào. Nó không có đơn giản là những cái loại cà phê mà mình uống ở ngoài nghe cái mùi thơm, nó không phải đơn giản là vậy. Nó có thậm chí là cà phê anh uống vô anh nó còn có nghe được cái vị trái cay từng cái cà phê mình uống nữa. Đó là cái bản chất thực sự của cà phê nguyên chất. Anh thấy không gian này khá đẹp, có nhiều góc để có thể chụp ảnh được, có sự lôi cuốn các bạn trẻ được. Ở quán thì anh cũng có máy ảnh để chụp các bạn nhiều lắm. Dạ. Thuận tiện. Thì ở đây ví như là khi con em xưởng thì nên cái bàn ghế của em đặt ra nó như vậy. Bàn ghế tự đặt à? Bàn ghế đây là anh nhìn kỹ đi thì đó là không tất cả đó là bàn ghế từ bằng máy may. Đó, con em có thể kiếm ra xưởng mình giống như cái phân xưởng đang làm việc vậy đó. Đó là cái bàn ghế máy may. Còn đây những cái bàn ghế đây là bàn ghế của em tự đặt đọc theo quy chuẩn riêng. Chứ ở ngoài không thị trường không không như chỉ đang làm. Có tuyển nhân viên hay người đấy làm nhân viên chưa? Đang thất nghiệp này. Dạ, chắc không đủ trả lương. Không không cần lương đâu, có chỗ ăn chỗ ở là được rồi. Dạ. Còn kia nó là chuyên trần này, các em cũng tự thiết kế hay là nào? Dạ đúng rồi. Thì cái người góp ý tưởng như này là cái kiến trúc sư. À. Dạ, bạn em. Thì cái này cứ đã tham khảo nhiều, nãy ra cái ý tưởng là làm những cái thanh gỗ, thanh gỗ cắt vuông lại, khá công phu ấy chứ, dạ vâng, đúng rồi, rất là công phu. Anh chưa hiểu hết cái ý tưởng đó, như ở quán của anh cũng một chút như này, đó là kiến thức về thư pháp, thư pháp tiền vệ. Đó là những bức thư pháp lớn, cắt ra thì mình ghép vô vô nhỏ, sau đó ghép lên tường. Nó có thể không rõ nghĩa, không rõ hình thù, rõ nét, nhưng vẫn thấy hài hòa hợp lý. Nó tượng trưng cho mỗi con người trong cuộc sống này, một số phận, một tính cách, một sắc màu khác nhau, không ai giống ai cả, nương nhau mà sống và tự thành bức tranh của cuộc sống. Thì nhìn vào đây anh có một chút lên tường như thế. Mỗi người chúng ta là một cái mẩu gỗ như trên này, đồ nhố to, thấp, tròn, màu sắc khác nhau. Và tự chung lại đây là chính là cuộc sống. Có thể nhìn cuộc sống vào đây được. Không biết có đúng với ý tưởng của em không hay là... cái ý tưởng của em thì ra nó không sâu xa như vậy. Nhưng mà nó... nào ta? Nó thể hiện như một cái sự sáng tạo, một cái phá cách trong cái lối tư duy của mình. Thay vì một cái trần nhà làm cái bàn phẳng hoa văn, tại sao mình không làm cái trần nhà nó khác đi được? Thì nó có những cái khẩu tiếng nói ghép lại với nhau. Đó là một cá tính khác người một chút. Đấy là một cái điểm nhấn cho quán và cho mọi người. Rồi khá thích chúng ta. Bắt đầu vào thấy quán nhỏ nhỏ trong con hẻm này, chỗ để xe không có. Nhìn ngoài có thấy bắt đầu cũ kỹ, nhưng vào xong thấy bắt đầu ấm cúng một chút, ấm lên rất nhiều. Rồi ok, trò chuyện một chút xíu vậy thôi để chia sẻ với mọi người về một quán cà phê nhỏ của ông chủ nhỏ. Ông chủ không nhỏ đâu. Đến để ủng hộ. Chắc chắn đến đây sẽ cảm nhận một chút gì đó vì thấy tính ông chủ khá điềm đạt. Có thể anh người Bắc này anh nói ta nói nhanh một chút này, và nó hơi kiểu bạo dạn một chút. Trong cái này các bạn là hơi từ tốn này, nhỏ nhẹ, rất là điềm đạm, rất là thích cái phong thái của các bạn. Thực ra thì em người Trung nên chứ về cái tạng này một tí. Sao cái đấy học dần, cái đấy học dần. Rồi em cứ để này. Rồi bay ở đây cho nó thấy anh với ông chủ xíu. ok thì lát nữa có cần anh thử anh pha trà theo cách của anh không? Theo cách của quán của anh rồi đấy không? Dạ được. Dạ. Ừ, sau đó có được quay lại có thể học hỏi xem có gì bổ sung cần thiết ở đây. Vì anh nghĩ nếu như các em phải đặt một chút gì đó của vị Bắc ở đây được, có đem một cái điều khác biệt đi. Có thể quán khác không có. Nói chung thì trà là mỗi quán và mỗi người có nhiều cách chia sẻ riêng. Dạ. Thì cứ mình cứ hợp hỏi sưu tầm thêm để bổ sung và theo ý của quán mình.
ra là do một em cái phần trả thấp một em đang hồn tiền á. Okay. Chưa vô thì không nhận vài ngày nữa mới làm, chứ nếu không thì cũng không cái không gian để anh em trao đổi về trà, về tất cả mọi thứ liên quan đến cái trà. Okay. Nhiều cái rất là kiến thức em thấy là nó nói là nó rất là mênh mông. Thế bảo các bạn đưa cho em ấm nước nóng đi. Yeah. Nước nóng sôi 100 độ nhá. Sau đó thì chỉ cần thế thôi. Thế cho anh trà phụ mấy cả cái gắp trà đấy, anh sẽ mai cho mình biết từ đấy. Không có thì dùng tay anh được. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cứ cho anh ấy sôi nóng với trà và bộ pha trà đấy. Ấm với chè thôi. Yeah. Anh thích trà, bọn em có cái trà đông tuyết á. Trà gì được. Đây thực ra chỉ là hình thức pha để các em, nó không quan trọng là trà đấy. Dạ, yeah, anh trà trà bình thường thôi em ạ. Anh em uống trà này rồi. Trà ngon. Ngon không? Trà đúng. Ở đây trà đá còn được làm trà ngon. Trà đá trà ngon ha. Nước nóng nhá, 100 độ hoặc là chỉ là 95 độ được. Dạ đây. Cái này không cần làm. Em cứ bật lên bình thường mà. Không, em nút bật ở dưới này. Dưới tay, dưới góc, đang góc, dưới, ok, bật lên. Em chạm nhẹ nhá. Thì nó sẽ định vị, định lấy nét này, để lấy nét tự động rồi. Hả? Em chụp được gì? Chụp được gì? Sau đó chạm nhẹ nó bíp bíp, mình giữ nguyên bắt đầu tách. Trà bình thường thôi Tấn ạ. Bởi vì anh em mình uống trà này rồi, anh chỉ pha hình thức để cho em biết là một chút chia sẻ, nó không cần phải trà đắt tiền và trà say đâu. Để em lấy bình trà nhá. Trà bình thường thôi. Cái này lắm từ xa. Vâng, cứ cho anh ấm chén và rồi được rồi. Ấm chén này thay đỡ trà dưới thôi. Tà xùa em nhập bao nhiêu? Tà xùa đây anh ở ngoài đấy thì anh mua gọi gửi trên miền núi xuống. Tà xùa anh mua là bánh nó bao nhiêu ta? Để anh nhớ lại. Cậu vì cậu em làm quán mình nó cũng thích về trà cậu lấy. Chứ ở Hà Nội không có. Để em lấy cho. Thôi được. Cứ tặng tắt không? Có cho anh 1-2 ly đấy. Đây, anh dùng đi ly này cậu đấy. Hình thức thôi mà. Đây ly của một cái nhà sư. To đấy á. Nhà sư tặng em. Em có theo em có tìm hiểu sâu về đạo Phật cái gì không? Dạ em yêu thích thôi, còn thích sau okay. Thì em không dám nói. Ok rồi, anh hiểu. Tự như vậy là có tâm rồi, còn thực ra Phật đều có tâm cả. Mình biết một chút mình sống tốt cho chính mình, tự mình thì lo cho mình, sống tốt cho mình đã. Dạ, rồi em nói chuyện sống tốt người khác và lo cho người khác. Vì mình chưa lo được, chưa sống tốt được với chính mình ý. Và những người thương thân thân của mình thì không chưa đã ra sống được cho ai cả. Thực ra thì cái đạo là nó cũng tốt thôi. Ừ. Cái nào nó cũng hướng. Cứ để anh làm cho. Sao anh cứ thích đấy, ok. Đây là một số cái chưa đầy đủ nhưng mà ok là anh làm để hình về hình thức thôi nhá. Dạ. Chỉ là cách chia sẻ thôi. Là Nhật cầm máy quay anh này. Kỷ niệm một chút hành nghề giữa Sài Gòn. Hiện nay. Ok được. Đợi nhớ. Đợi nhớ. Đợi nhớ gì? Ok. Đợi nhớ ngày xưa. Xưa lắm đâu. Ok, anh làm từ đầu đến giờ với khách nhá. Thì thường ở đấy anh gọi hầm xương. Anh cái này ở dưới.
nó khay nó to hơn cái này tương đối được xíu, để cái chén nhỏ thôi, uống trà chén nhỏ trên tàu cũng thế đấy, người ta nhấm nháp thôi, để dưới dòng dân đây hay làm như quán này nhé, ví dụ thế này. Ok, chị Bạch Như khách này, rồi trước tiên thì cảm ơn Tân đã đến với sửa quán nhiều cái duyên trong cuộc sống, nên quan niệm trong cuộc sống chúng ta đến nhau đều vì cái duyên nào đó. Và hy vọng rằng sửa quán sẽ trở thành một góc nhỏ bình yên, níu kéo và có cho Tấn tìm được một cái đồng cảm bình yên trong lòng giữa Hà Nội, giữa Sài Gòn. Sau đây anh chị Bạch Như pha trà thử trà một chút giữa của sửa quán và của con lá trà miền. Thực ra những bước này có thể em đã thấy rồi, anh chỉ thống kê nó lại thôi. Và nhất là với những bạn gái mà ghé quán, em chia sẻ điều này. Các bạn về tiên một hôm nào đó, tự tay pha ấm trà cho bạn trai, bố mẹ, ông bà. Thì đấy sẽ là điều bất ngờ nho nhỏ để cho mọi người. Nhưng mà người quan niệm, như người trẻ bây giờ là người sống bộ, sống gốc. Hố lít tâm đi bắt trà sữa nhiều hơn. Như là lắng lòng lại với trà Việt không nhiều. Chính vì thế mà có lẽ trưởng khoán, sửa quán nên triển khai mình pha trà trực tiếp với khách để nhân lên chất tình yêu trà của mọi người. Đầu tiên là tôi trà ấm đây. Ra khi lấy trà thì có trà cụm luôn, nhân cho ở đây chứ không sọc như ấy, còn nát cái trà sẽ nghiêng cái này đi. Đưa trà cụm hấp ngược trở lại thì trà sẽ rơi vào cái cụm cụ lấy trà cho ở đây. Ok anh em mình không có trà hoặc là các bạn không có trà mà lấy tay được để trà cụm nát này. Cái dụng của em chưa đem về nữa. Xíu thôi nhá, này nước rơi. Khi ra nước cái tích nó sẽ nhỏ hơn này và xíu nhá. Nhấn lên nhấn xuống. Thì nó cái tích mà nó là cái vòi trỏ ra mà nó phải không nè. Thì mình sẽ nhấn lên nhấn xuống để thành sợi nước và tạo trà cho mình. Cái nội dung là cái tích mẹ ở dưới đây mà nó ra ấy. Cầm một tay mình nhấn lên nhấn xuống. Vì cái đó là cái ống thích, ok thích nhỏ một đường cái này thôi. Ok thì em nhấc lên xuống thì anh sẽ cất ở trái của mình. Sau đó sẽ cộng rất là khí như này, mọi cái nó cũng hiện bây giờ rất là sạch sẽ rồi cái ấm này tay cầm mà. Và bây giờ là câu thứ hai, câu tráng trà, trần trà, đánh thức trà, làm lông trà, rất nhiều cách gọi, gọi cách nào cũng được. Một số cô gái thích từ làm lông gọi là dễ hình dung. Ta đổ với nước đầu tiên này đi. Ba bước, bước đầu tiên trà ấm này, bước hai là tráng trà này. Dễ rất mà. Và khâu cuối cùng là khâu ủ trà. Với trà hương, trà sen, trà nhài thì ủ trong vòng 45 giây thôi. Và pha ấm sứ trắng. Nhưng mà trắng thì cho dậy hương. Còn với trà hồng như trà Thái Nguyên này, Tà Xùa, Ô Long, San Tuyết thì mình sẽ pha ấm cho ra hương lươn như này. Ngốm đất được. Và ủ sẽ vòng 1 phút rưỡi nhá. Trà hương thì là 45 giây, còn trà hậu là 1 phút rưỡi. Để rộng ra xung quanh này. Thực ra nó sẽ có một cái bát ô tô nữa. Để cái ấm này này. Và bát đó dùng nước xung quanh. Đúng rồi, ok. Thế không? À đây. Trong lúc đó thì cái này. Cái này là cái bát ô tô đúng không? Ở đây. Mình đi gắp trà. Mình gắp từng cái chén một như này. Xong mình tráng. Nhẹ nhàng. Chuyển chuyển về đây. Để hết đây. Không nên đổ cái này xuống cái khay trà. Ok, ok đấy, ok đấy. Nó đợi cho ủ trà xong thì chắc sẽ trà ra được. Cái đầu tiên đổ ra này. Thì rót lại. Vì khi rót cửa vòi ấm lên đầu tiên mà vào ấm thì không có trà. Nên sẽ đổ lại cho đều. Rồi thật ra mình đi chế trà tất cả các chén. Đấy, pha trà xong này, nó thử trà nữa. Xong mình pha trà, còn tôi sẽ đi thử trà. Rồi, ok, Tấn làm, anh này. Rồi, Tấn cầm chén trà đi, đặt giữa lòng bàn tay. Xoay nhẹ 3 vòng. Ít nhất là 3 vòng mà đang chiều nóng được. Em phải đặt giữa lòng bàn tay luôn đi. Nếu đến nóng thì nhấc lên nhấc xuống khỏi nóng. Đặt thoải mái. Cả hai tay làm cả hai tay. Xoay nhẹ 3 vòng. Sở dĩ làm như vậy vì lòng bàn tay chúng ta có rất nhiều huyệt đạo. Khi mà bây giờ nhịp tim sẽ bình ổn trở lại và hơi nóng lan tỏa dần, làm cơ thể em ấm dần lên, rất tốt cho sức khỏe. Sau đó em trượt trên chai trà, dê trên trà đặt tay, dê ra, sắp tươi thế này, hai tay đưa ra bên trái, đưa ở giữa, đưa ra bên phải,
cái hình thức vừa rồi là một hành nhiệm nhá, chứ không phải là nhiệm vụ. Hành nhiệm đến sự tri ân khi đi bên trái là lời trên trời đất đã kết tinh ra một loại thảo mộc, cụ thể là trà tà sùa chúng ta đang dùng. Đưa ở giữa lời trên những người nông dân đã một nắng hai sương chăm bón cho cây trà, và đưa ra bên phải lời cảm ơn người pha trà đã pha cho em uống trà ngon. Cái nghi thức này bắt nguồn từ quan điểm của ông bà mình ăn quả dưới kẻ trồng cây, là bất cứ điều gì cũng tưởng nhớ tới người đã tặng cho nó và có liên quan đến nó. Nếu là trà hương thì là trà sen, trà nhài, mình sẽ đưa chén trà lên mũi hít hơi thật sâu để cảm nhận vị của trà. Còn trà này trà hậu thì sẽ uống luôn. Và em đưa chén trà lên miệng, nhấp ngụm nhỏ, ngậm trong miệng 1-2 giây và nuốt không thành tiếng. Sau nhấp tiếp ngụm thứ 2, thứ 3, cầm trà thì cầm tay hầu nhé, mặt thế này thì khi uống này cái tay này sẽ che miệng mình. Tay hầu cái kỷ đấy vừa đi, ok. Và đặc biệt khi uống trà nên ngồi thẳng lưng lên giống như ngồi thiền, vì tư thế thẳng lưng rất khỏe. Không chỉ uống trà đâu mà khi các bạn làm việc, học tập hay là bất cứ điều gì, khi đó cơ thể chúng ta được thẳng này, máu lưu thông rất tốt. Thêm khí tụ đời chúng ta, trong trà có chất chống oxy hóa là một, đặc biệt một chút của chất tannin kích thích cho cơ thể hưng phấn. Thế cứ ngồi như này thì mọi mệt mỏi tống ra theo một đường thẳng đó. Nhất là với đàn ông, nữ tại tim, nam tại thận, mọi cái liên quan đến thận của đàn ông tập trung tập cột sống lưng mình. Thế cứ ngồi như này sẽ rất có lợi. Thì đấy anh nghĩ thức pha trà thử trà. Còn anh vẫn đang chia sẻ với bạn trẻ để bảo rằng anh nhìn trà cột sống. Em để ý nhé, khi anh thả trà ở đây, anh rót nước vào, trà sẽ xoay xoay theo giọt nước anh rót. Giống như anh và em, những người trẻ đang băn khoăn, loay hoay tìm một vị trí trong cuộc sống để đỗ lại, dừng lại, khẳng định bản thân. Và khi anh tìm được rồi, những anh trà sẽ tụ ở dưới, quây quần kết nối bảo vệ lẫn nhau. Giống như anh và em và Nhật, chưa có thể chưa quen nhau, khi là bạn bè của nhau rồi, mọi vui buồn sẽ được gắn kết và chia sẻ. Hay như cái khoảnh khắc ngày hôm nay, anh cô Nam nhận đưa anh đến đây uống trà, thế là một sự kết nối ấy, dù là rất bình dị. Anh quan điểm cuộc sống là những khoảnh khắc, một khoảnh khắc bình dị thì đáng trân trọng. Cái nụ cười của em ngày hôm nay với nụ cười ngày mai chắc chắn là khác nhau rồi, vì cười với thời gian khác nhau, tâm trạng khác nhau và với những người khác nhau. Mỗi ngày trôi qua là mọi chúng ta đánh mất đi đây nhá, đây là sự danh từ của cái chết anh ấy tới này, trôi qua những giờ từng ngày. Vì vậy chúng ta không sống ngược trở lại, lấy ngược trở lại ngày đã qua đó, qua là mất. Chỉ thế cũng trân trọng hiện tại đang có, đang sống cho mình và những người mình yêu quý. Ok, một chút chia sẻ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và thực ra thì anh không dám nói anh có hiểu về trà, chỉ là anh cũng được chia sẻ lại từ một anh có kinh nghiệm về trà ở quán. Một chút nhỏ nhỏ thì đủ để chia sẻ với bạn trẻ. Còn để anh hiểu sâu nữa thì anh không có quá nhiều đâu. Đủ để chia sẻ cho người bình dân và để có tình yêu trà với mọi người. Chắc chắn rồi, vì tốt hơn rất nhiều so với các loại đồ uống đóng lon này hay đóng ấy. Nhưng chỉ một chút đường hóa học và chất bảo quản nó pha thôi. Vì em đang đi nắng và nắng sẽ bảo vệ uống cốc trà xanh, trà nóng ấy, giảm khoái hẳn đi. Như bảo là nó chống oxy hóa này, có chất tannin kích thích cả đường phấn này. Thì chúng ta theo anh nghĩ ở Việt Nam chưa có trà đạo, gọi là văn hóa trà thì đúng hơn. Nó như một thói quen, một yêu cầu của nếp sống ngày xưa, như chỉ đến bây giờ. Em hình dung ngày xưa nhé, mấy bát nước trà xanh đều làm cuối ngõ này. Ông bà mình, bố mẹ mình kể cho nhau nghe câu chuyện về mưa nắng mùa màng, những vui buồn trong cuộc sống của họ. Thì cái bát nước trà xanh đó trở nên nơi gắn kết họ ngồi lại với nhau và tất cả tình cảm đồng hậu như thế. Sau đó trà du nhập ra thành thị, bắt đầu quán cóc đưa xưa những vỉa hè, và nhìn nó hơi bất mỹ quan một chút thì nó bắt đầu đưa vào những trà thất có điều đủ điều kiện hơn, sang trọng hơn. Thì cứ thế thì trà phát triển. Và để mà nâng tầm đạo như Nhật Bản này, cần nhiều yếu tố nữa, trong đó cần tình yêu trà của tất cả mọi người và của các bạn trẻ bây giờ. Chính vì thế nếu như ở xưởng của mình triển khai được mô hình, chỉ cần mỗi bàn trà dừng lại 5 đến 10 phút thôi, pha trà trực tiếp với khách, trò chuyện một xíu về trà với khách, đấy có thể một cái đáng là rất nhỏ, khiến cho khách trở lại với quán và bạn ấy cũng cảm thấy thú vị. Đang cố gắng là ra lên cái thị trà thất xong thì ta có thể con em có quen nhiều sư hay là những người mà theo đạo thì có những người đã kiến thức rất là nhiều, nên mà
Ok, uống trà đã không vội vàng được, vội vàng uống trà đá về hè hơn đi. Uống trà cần sự tĩnh tâm, tĩnh tạng, ngồi lại lắng nhau, nghe câu chuyện chia sẻ của nhau. Và trà thì khác chén rượu đâu cơ, rượu ồn ào nhộn nhẹt. Còn đây là thực sự tình cảm, thực sự chia sẻ kết nối. Và trong bàn rượu ấy, người ta nói nhau bao nhiêu trên trời dưới biển sao nó quên sạch, không sao quên sạch. Anh không thích cái kiểu là nghĩ là phải gắn bó với nhau, quan hệ với nhau và tốt với nhau trên bàn tiệc mà phải ép nhau uống vài chén đó. Cái tình cảm đó tự nhiên nó dưới nhiều thức và đặc biệt có thể quanh một chén trà, bàn đàm về cuộc sống, về nhiều điều khác nữa, rất là tốt. Với em uống trà là có nhiều thói quen hàng ngày vậy đó. Ok, rồi. Khi mình uống, ví dụ như mình mệt mỏi gì đó, mình uống một ly trà là tĩnh tâm. Hơn nữa thì là khi mình tự pha cho mình uống trà, ví dụ thay vì mình uống ly trà đá, mình uống ly cà phê thì tất cả mọi thứ nó đều nhanh gọn. Tại sao là mình thấy uống ly trà đơn giản là gì? Khi mà làm ly trà từ từ thì động tác nó thấy đúng rồi, đúng rồi. Cái tình của mình nhận đúng rồi, cái tình đó là cái người mà con người mình biết mình hầu ngào rồi mình tâm nhận nhiều loại lan động của thì con người nó sẽ điềm đạo hơn, tất cả mọi thứ điều mình làm rất là nhanh được nhưng mà tại sao mình lại làm đúng rồi đúng rồi, đó là đặc biệt. Ok, mình cái con người mình một người trẻ như em bắt đầu có tình yêu trà này và có chút một ý thức như thế rồi, có tâm hồn, nói thẳng là những người như thế có tâm hồn thì anh tin nếu như em không theo đuổi thì làm được. Tất nhiên cái gì khó khăn vất vả không thành công ngay được đâu, cần kiên trì, cần cả sự vấp ngã nữa. Thì anh tin là nếu như em có tình yêu thì em sẽ có thể duy trì được và ít nhiều có thể lan tỏa cho người khác. Thực ra thì người trẻ cứ làm đi, nên kinh doanh cái gì đó, nên thử sức cái gì đó là của chính mình, tự mình một đứa con nuôi lên và tất cả bóng buồn của người thì có tình yêu của mình nó sẽ khác đi. Và có thể sau này là mình không nuôi được nó nữa nhưng vẫn tự hào về nó, đã từng có một thời gian có đứa con như thế, cống hiến như thế và giao lưu với người như thế, một chút gì đó gọi là trong những cuộc đời trên hành trình của mình đi có một cái gì đó để đủ tự hào về quá khứ đã có. Ok, ngắt được rồi, anh em giao lưu chia sẻ với thôi. Chụp cho anh ấy tấn, có biết chụp không ha?